Xin chào cả nhà nhé. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với nhà hàng trên sông của Nét Quê. Rồi buổi chiều cũng có mới ếch đồng để làm lẩu mẻ, làm xương. Dạ, ngoài ếch đồng ra thì mình còn cá linh. Mới cá linh non ngon quá. Cá linh này thì mình nhúng mẻ luôn. Được, được mấy cá chạch nữa. À, có cá chạch nữa. Rất là hiếm. Bán hay chưa nào? Có mấy chuột có kìa. Dạ. Xào kiểu. Còn anh Hoàng ở phía bên kia thì anh đang làm chuột. Chuột thì mình xào kiểu nha cả nhà. Nước sôi em. Rồi, dặm chia nhau qua làm đi. Mùa này thì không có ếch đồng bự, có mấy con ếch đồng vừa vừa gôi gôi à. Vậy ngon mềm, vậy mới ngon đó con ơi. Dạ. Mà sao thấy mùa này người ta ít bán ếch đồng hả chú hai? Chưa tới á. Mùa này mùa nó nè, ít bữa nữa. Dạ. Bữa nó dữ lắm. Bữa nó còn biết bữa nó nước ngập, nó gơm lên á. Dạ. Cá tô. Để làm ớt thì chú Năm với anh Đen sẽ làm lông, mình sẽ để da. Nhổ lông sạch sạch nghe chưa? Được hình như là 7 con cá chạch hả chú Năm? Dạ. Mùa này thì tại vì cái chạch nó đi lên trên đồng hết rồi. Trên đồng đẻ hết rồi. Như cái nhà đang thấy thì chú Hai đang bầm xả để mình làm nước mẻ. Cái nồi ếch đồng, cá linh, cá chạch nhúng mẻ thì quan trọng nhất là cái nước mẻ. Làm sao mà cho đậm đà mình nhúng vô nó mới gì hết chú Hai. Tức là nước mẻ rồi phải làm cho nó ngon lắm. Dạ. Ngoài xả băm ra thì mình còn xả đập dạch nữa. Đập dạch nữa. Chóc da không chú nè. Mình sẽ phi xả tỏi cho thơm lên. Thì mình mới bắt đầu là mình chế nước mẻ vô. Thơm rồi, giờ cho vàng chút mà. Chứ dạ. Thơm mấy giờ rồi. Thì đúng không, giọng mồi ra chưa kịp giọng mồi ở ngoài cứ tắp đi hẳn thôi. Nghe mùi thơm xèo xèo là cứ tắp lại. Con nghe thơm rồi chú Năm ơi. Rồi giờ tỏi với xả vàng lại vậy chế lên đi phụ rồi chứ hình nó đen chưa được rồi. Phải bữa nay mà mình không ăn chuột xào kiệu chứ mình lấy chuột mình nhúng mẻ luôn. Vậy cái món này gọi là gì? Cá linh rồi ếch chuột đồng rồi cá chạch nhúng mẻ hả? Này con để chuột cho ha, cái để rau thơm cho ha, nhúng tăng cái đầu để mới ngồi vô hai bể mới ngồi vô trào vô nhai con chuột cái thâu hết phút rồi hết rồi. Con nhớ hồi những năm mà nước nổi á, ở trên Đồng Tháp 10 á, người ta chất chà chuột mà chuột ăn đến nỗi mà không hết mà phải làm khô luôn á chú Hà. Trời ơi, năm nước nổi gì mấy năm trước mới cách nay 2-3 năm rồi. Chú Hai cây chân cái trứng 500 của chú Hai đó, chú Hai chú để lên trên mới chài hen, rồi con thấy một cái dở hen, lấy lưới bông lại trào vô nó chạy không thấy ham luôn. Dạ. Chụp tại vì mùa nước rồi đâu có chuột đâu ở dưới đường ganh được đâu, không phải bên lên bờ sáng. Mình chắc chà là nó vô hết trơn. Tại đâu có chỗ đâu ở. Nó vô đó nó chú ngủ quá. Nó gom lên đó. Cái ham lắm con ơi, rồi con mặn khô chuột cái con ăn coi ngon lắm. Dạ. Làm khô chuột thì mình ướp xả nè, rồi muối, ớt, rồi bột ngọt. Ngon ngon nữa thì con ướp sả tế á. Dạ. Sả tế vô. Rồi buổi chiều mà đói bụng mà chiên lên khoảng chừng 2 con khô chuột ha. Ăn với cơm. Chiều mà ví dụ anh Thu ngồi anh kêu em đây chiên chuột, anh hỏi gì anh Thu liền. Nghe mùi. Gặp anh xui không mời luôn hả? Ừ. Mời là đói chết luôn. Chú Năm nói đời anh xui mời là đói chết luôn. Ướp bột ngọt. Vừa rồi thì chú Hai có để một mớ cà chua với lại mớ ớt vô.
Gia vị thì mình có là bột ngọt, muối, đường. Muối. Đường, đường phải dùng nhiều một chút. Phải mẻ là phải đường nhiều bột ngọt, ít khỏi bột ngọt cũng được mà. Quả lịnh này ngon. Này tới mồi nữa hả anh Xui? Này lịnh này gắt không hấm nè. Mắm thì cho thơm. Nè. Quá đã cái chảo này anh Xui ơi. Ừ. Nấu xong cái chảo này mà nhúng gheo nhậu cũng được nè, khỏi cần cá linh cá chạch gì chứ. Bảy con ếch cắt mình làm ra thấy sao nó nhiều hơn bảy cá chạch dưới trời. Dĩa. Yeah. Ếch mùa này không thấy trứng luôn hả? Không, mùa này giống như cái gô như vậy này không thấy trứng. Qua mùa nó hết đẻ. Tới 3 tháng 3 tháng 4 là nó mới đẻ, xa mưa chút, mưa già. Cơ bản là mình xong cái món thứ nhất rồi. Bây giờ chú Hai sẽ xào chuột. Cái này mình xào kiểu xào rau răm ha. Xào gì cũng được. Chuột này gọi là chuột tơ ha. Tơ, chuột này nó ngon rồi. Tới ngày chưa có ngon hùng, còn phải tới tháng nữa. Dạ. Nó ngập đồng á, ngập đồng cỏ non lên, cỏ non lên. Lúc đó mồi nhiều. Ừ. Con chuột nó ăn mập nhất là nó ăn chỉ cỏ non thôi. Dạ. Nó mập. Nhưng mà con chuột bây giờ nó mập quanh năm em ơi. Phải biết sao không? Phải về trái cây mít bận đầy đủ cho nó đâu có thiếu mồi đâu. Mà như chiếc con chuột nó ở đồng nó mập hơn con chuột ở vườn mình. Ừ. Cục ở vườn mình như nó ăn trái cây nè, ăn mít, vừa ăn các loại trái cây, mấy con chuột nó ăn nó không mập. Dạ, mỡ nó không có nhiều. Nước mắm rồi, chẳng mà chuột mà mua ở Thanh Mỹ Đồng Tháp là đúng bài vậy đó. Ừ. Thanh Mỹ là đặc sản rồi chuột. Dạ, chuột đồng. Đặc sản của chợ Thanh Mỹ Đồng Tháp là chuột đồng rồi gắn. Là coi như cái mấy đó đồ đồng không đó. Mùa cá gầy là con lên chợ Thanh Mỹ là chuột gắn dữ lắm, chim. Ừ. Là vô mùa nó luôn á. Mà mùa nước thì gắn càng nhiều nữa không? Ừ. Tại vì buổi chiều tối á, sẽ có những người làm nghề đi soi chuột gắn vào ban đêm. Họ đi sáng đêm như vậy đó. Không biết lúc nào mà ít chuột không? Là lúc tháng 10, tháng 11. Dạ. Chạp là ít chuột. Tại lúc đó có mùa nước vừa dứt rồi là chuột bắt giảm rồi. Dạ. Nhưng mà ăn chuột thì nên ăn hay là ăn cỡ gài. Cỡ gài thì tới 1 tháng nữa nên ăn. Còn 1 tháng nữa cho lên đừng nên ăn. Dạ. Tại lúa người ta xuống á, ta xả cái nó thuốc dữ lắm. Tháng nữa mình ăn cá chạch hả chú nào? Ừ, cá chạch rồi cá gô đồng nữa.
Cá linh bây giờ mình ăn khoảng chừng vài tuần nữa là mình ngán rồi. Ví dụ mà như cái con nước này, cái con nước 30 phải không? Dạ. Tới cái con nước gầm là cái con cá này là bự rồi đó. Dạ. Gầm là gầm tháng 9 mình là gầm 8 là cá bự. Mà con cá linh nó màu lớn. Bữa nay là con nghĩ là không sai không về rồi chú Năm ơi. Mồi gì đâu mà bén quá bén rồi. Chuột đồng nè, rồi ếch đồng, rồi cá chạch đồng, rồi cá linh non nữa chứ. Thứ gì chịu nổi không chú ơi? Thứ này mà ăn cơm nữa mà mốt không nấu nữa. Chuột đồng mà sao kiểu mà kêu ăn cơm chắc bỏ về thiệt quá. Cho 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 miếng nước màu cho nó đen đen chút. Chứ trắng quá sợ anh xui không dám ăn. Hồi anh xui không dám ăn này, sáng ăn cơm không nổi nữa. Nước màu vô rồi thêm miếng nước mắm nữa rồi để rau găm vô thành chuột kho rau găm luôn. Kho găm. Đó giờ mình thấy là cái màu nó bắt mắt như vậy nè. Nhiều người người ta sợ trắng quá đó, người ta không dám ăn. Chứ còn thấy trắng hay là vàng gì ăn cũng được chứ. Còn dễ ăn. Chín là được. Chế uống nước cho nó chín chuột. Làm giống kia quá rồi. Còn củ kiệu bên kia thì hồi nãy mấy chú cháu có lột ra rồi, mình đã đập dập rồi để mình xào cho thấm. Củ kiệu mình mua nhiều chứ mình lặt ra không có nhiều chứ. Lá, còn là lá mua không? Cả lá mà mua bụi nó luôn. Lá dạ. Rồi rễ lâm tẩm cho mà. Đã ngọt chưa? Đã chưa? Chưa đã ngọt. Đi kêu là canh luôn. Cái dễ này không biết bán nhiêu đây. Chắc vô giá hả chú hai? Vô giá. Rồi, nồi này cũng sắp xong luôn rồi đó. Cho miếng tiêu luôn rồi đây. Thôi ngủ cho anh xui. Rồi, lên dĩa hả? Rồi, lên dĩa. Bạn nay về nhà nấy thì sao? Tôi về đây. Nhớ gì đi đi. Đóng ha. Chóc. Qua đây cho bác rồi nghỉ ngơi rồi. Không nói gì không mệt, cho nghỉ đi. Chấm nước mắm à? Lẩu thì mình chấm với muối ớt. Còn chuột thì mình chấm nước mắm cũng được. Trẻ anh ăn đen với anh Nhật ăn kiệu không chứ không ăn chuột đâu.
mấy nó thiếu gân, gân nó còn yếu. Ừ, cho nó kiểu đi. Rồi buổi chiều mấy chú cháu cũng có làm vài món, cũng mời cả nhà lương xương mấy chú cháu ha. Rồi xin mời cả nhà luôn. Mời cả nhà. Rồi mời cả nhà luôn. Vô. Vô chưa nào? Một, hai, ba, vô. Quá, ngồi chỗ này có lợi hết trời, hai bên luôn trời. Bên là gấp cũng được chứ. Con nghe nói chuột xào kiệu ăn củ kiệu ngon hơn. Nó thấm bị mình đập dập dập á. Chuột mềm mềm. Coi. Mềm không? Tại nãy anh Hoàng cắt ra con thấy xương nó rất là mềm. Ăn chuột cái gà chuột tơi con à. Dạ. Cái lần lấy cái giá có gỗ có lỗ gì không? Để vô trong cái giá luôn. Gì vậy? Không có gã ngoài. Chứ không phải là cái linh mình để vô chén cái mình chan nước vô hả chú nào? Không, là bán được. Bán hoàng được ạ. Sao? Giấu à? Giống như là mình đang ăn chuột mùa nước nổi quá ha. Cái kiểu mình xào vừa chín nữa nó thơm. Dạ. Còn giòn. Vô kiểu xào chín quá không ngon. Kiểu xào mềm quá là không ngon, phải giòn giòn chứ. Ăn nó nhão kiểu mà. Em chưa luôn. Là nguyên xương luôn. Còn xương mềm được. Con chuột này mà nhúng mẻ cũng thầy nữa ha, mềm. Chuột nhúng mẻ cũng mềm. Cái này thật hiểu đỡ bới. Xương mềm thiệt. Công nhận cái xương quá mềm. Mình nhai luôn xương được. Chuột ngọt chứ. Mềm mà ngọt không chuột. Cái này mà khìa nước dừa ha. Chắc ngọt dữ nữa. Cũng ngon bằng vậy. Dạ. Vậy mới ngon. Mà cái con chuột làm cái gì ăn thấy nó cũng dễ ăn ha, cũng ngon. Dạ. Này miền Tây mình nhậu cái món chuột là dễ làm nhất. Mà nhưng mà hôm nay chú Hai làm cái món chuột xào kiệu này cũng được xếp vào cái món đặc sản của miền sông nước mình. Xào lá cách thì ăn hoài à. Xào kiệu chỗ là lạ. Chuột xào lá cách thì ơi. Nó chỉ có cái thơm mùi lá cách thôi. Đó, không biết nghe thì cắt lúa nghe là rồi cả chuột chạy ra nhiều quá là bắt đầu đập cái lột da ra vậy cái bấy ấy nồi cơm vậy cái thảy vô hấp cơm. Hấp cơm không? Ừ. Cái đó còn ngọt da ăn cái không có gì bằng. Không mà như em nói ha, chuột ngon nhất là chỉ có cái hấp cơm rồi cái xé rau găm trộn vô. Thấy nước mắm mà nước mắm mà mắm mà trong á, nóng nấu mình á. Ừ, mắm đủ cái lên nấu. Thấy nó thấy nó trắng nó thấy nên cũng như mình mới ăn mình thấy nó ngán. Nó ngại miệng chứ mà thật sự ăn vô chừng một miếng hai miếng đầu ha là ngon ghiền mềm. Nhưng mà cái đó ăn cơm hay là nhậu chú Hai? Nhậu chứ đâu ăn cơm, cơm chắc chết luôn á. Chịu khắp cơm mà ăn cơm, cơm. Kỳ quá mà lại nhậu. Tính ra hồi xưa đi làm thì đâu có tốn tiền mua đồ ăn đâu, chỉ khi thèm thịt thì mua thịt ăn thôi. Chuột cá đồ ếch đồ bắt cá nhập. Quan trọng là xiên hay không ha, chứ làm miếng làm gì có cá ăn. Cắt lúa này là như hai nói, còn hai chú Hai đi cắt lúa là chú Hai cắt rồi ha, là chú Hai còn, cắt chéo 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 vậy ha, dí vô hai cái là cho thằng đen đó nó đứng đó hay là đừng ha, chụp chào vô thôi nó đó chụp con là không biết cắn chứ chụp cái đuôi mà. mà thường thường bắt chuột dí cù là nó dễ bị cắn lắm anh ơi. Lo chụp sợ nó xảy chụp lía tẩu hết trơn mà. Dìm theo bên này thấy uống rượu ngon ạ. Quan trọng là mồi, mồi ngon là uống rượu này ngon. Bữa nay nhớ hình mình ăn tiệc quá, quá chèm đồ ăn. Vô chưa nè.
chú hai nhai cái xương con chuột mà nghe cốc cốc luôn. Thiếu thêm cái rượu này, rượu mới ra lò nữa nè, uống còn thơm. Có mấy con mình bỏ hết luôn rồi ha. Dạ. Bỏ ngựn con thôi, còn nhiêu để ra thôi. Nay mình ăn cá chạch cuối mùa ở trên sông. Cái khoảng chừng tháng mấy nữa mình lên đồng, cái mình ăn cá chạch đầu mùa trên đồng. Ừ, đầu mùa trên kinh. Sao chuột này mà có tô cơm nóng nóng hay quết tô hay múc kiểu với chuột cá chan nước mắm vô ha. Ông đừng bại bậy không ơi. Chuột có tô kiểu gì cái bới tô cơm nóng nóng. Bại tàu lao. Vô. Thử xem xương nó mềm quá mềm quá im. Con ăn con chuột với con ếch con phải nhất cái phần mà bụng đó chú hai, nó có cái da bụng á, nó mềm rồi nó béo, con còn thấy cái nào nữa. Con chuột thì nhờ có cái bụng mà nó đủ cái nhà tới cái bụng rồi thôi, nó thích ăn cái đó chứ nhiều khi cái đùi cũng không mê nha. Không, cái đùi ăn thịt không mà nó ngon mà cái bụng. Bỗng mỡ rồi đủ thứ. Vừa mỡ rồi gan này nọ rồi đó. Mà thường thường cái bỗng ha là nướng ăn mới đã. Ừ. Xé gần biến ha. Đưa vô ly rượu ha. Đưa vô ly rượu. Con nhai xương được luôn rồi, chú hiểu là chuột nó mềm cỡ nào. Trước giờ ăn chuột con bỏ xương hết à. Hình như lâu lâu mình mua trúng đợt chuột ngon lắm chú hai. Ừ, chuột có gài gắn. Mà lúc rễ trên em là đang bể đồng mà. Ừ. Chuột nhiều lắm. Gái ta đi xôi á. Nhưng ta đi giao cho lái đây là ừ. Chừng cử còn sống này ha. Cử 60-70 chứ lại hả. Ừ. Mà nó bán cho mình 100-120 á. Ừ. Đây. Còn chuột lột sẵn ra có 50.000 và 60.000 ký chứ nhiêu. Ừ. Chuột đi sôi lột sẵn là chuột sôi, sôi ban đêm. Dạ. Còn chuột mình mua là chuột ngoài đồng. Ừ. Chuột mình mua là chuột chạy đồng. Dạ. Vô. Vô cái mình làm món mới rồi. Ếch chín luôn rồi đó anh em. Dạ. Đẩy nó căng, sao nó tính đấy. Trời hầm mà ăn rồi nữa. Chút rồi hả? Đúng rồi. Rất liền thuộc. Cấu chua đâu? Dừa không? Dừa. Chua mà không có ngọt. Ngọt chán. Trên cái chén này vậy? Cho miếng rau cần vô nè. Chà này để chừng tới 1 tiếng nó nhậu mới vừa. Mưa mưa. Công nhận nước lớn nhanh ha. Mùa này mưa.
chứ đâu phải tháng giêng hai đâu. Dạ. Gió tới là mưa tới. Nhậu biết đi, để hồi gió tới là hết nhậu luôn á. Làm thêm cái đùi ếch rồi sao? Hình như là mình phải trồng miếng nước vô đây anh đi. Dạ. Dễ chấm. Nghịch bật bật luôn. Ếch tuy nó không bự nhưng mà nó vẫn dai vậy ha. Đồng nó dai chảy đồng mà. Dạ. Đồng nó bự nhỏ nó cũng dai chứ. Mặn nha chú hai. Ừ? Mặn ạ. Còn chấm nữa nè. Vô. 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 Nè, giờ mình chia nhau cho bớt mấy cá chạch ra để món khác. Cá linh vô. Cá linh vô. Mong ơi. Nè, chén nè. Chứ nè, mình trúng con nào mình hỏi con ấy. Chết luôn. Đâu mất tiền. Bữa nay cái chặt mình vớt hơi khó ha. Khó. Khó vớt. Còn cá chú à. Nè cái đầu chà bá kìa, đúng rồi đây nè. Chỗ này nè. Ừ. Trời ơi, con này là con nái rồi. Dữ lắm. Đổi. Rồi, vô. 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 Vì nãy giờ mình bỏ cá chạch này cũng phải 3 ly mới được nha chú Năm. Còn khúc mình xuống. Đấy, còn 2 khúc rồi mới dẻ ra. Mềm không? Đặt ra. Mềm. Chạy lúc bạn mùa nước ha. Có trứng chưa? Nó mẻ mềm. Ồ, mềm thật ha. Anh Hoàng cắn là hiểu rồi nè. Mềm xương, thịt ngọt, béo. Chỉ cần nhiều đó thôi ha chú Năm. Cái nào mình để một góc thôi nha. Đứng bên thôi nha. Giả hết á. Rồi, giá nữa thì được rồi. Rồi đó nha. Rồi múc canh xui đi. Còn. Từ đi. Bữa nay uống rượu thấy ngon. Con cá nha, mắc cổ nha. Nóng đó. Đá gì đâu anh Phương. Cá linh mà. Con tưởng chú Năm nói lâu lắm mới ăn cá linh. Lâu lắm ăn cá linh mẹ đó. Mà con cá linh mình nó chế món ra cũng có nhiều món để ăn nhậu ngon. Sao chú hay cảm nhận có ngon hơn lần trước không? Ngon nhiều. Không ngon không? Không ngon không mà. Không ngon không mà. Cá linh mà nhúng mẻ không có gì bằng đó. Hồi nãy chú Năm nói thì cá linh lần này gặt kia hơn lần trước nhiều. Lần trước thì có một số con cá trôi. Lần trước thì cá trôi nó có lộn vô cũng như lộn vô lai gai lai gai. Nay mình nhậu giống như là thưởng thức đồ món vậy đó chú Năm. Nãy ăn chuột, xong rồi ăn ếch, rồi ăn cá chạch, rồi ăn cá linh. Ếch cũng còn nhiều nha. Ếch còn nhiều. Cá linh cũng còn bữa nay coi chừng dư mồi nha. Chuột này thì để ăn cơm. Cá linh chắc hết trước đó. Vô. Vô. Vô cái đi ra tiếp tục cho nó nóng lên cái húp cái chân cái nó. Công nhận uống ly rượu đế mà húp miếng mẻ vô ha. Sướng gì đâu ha. Ăn cái miếng ếch đồng nữa ha. Hấp miếng mẻ mà con cá linh nó trôi theo cái nước mẻ vô họng mình. Trời ơi, thứ gì chịu nổi anh Hoàng.
đi đi, con ở xa con. Nãy đưa mày cá chạch nhỏ quá, tao thấy cũng có lỗi với mày. Giờ em ngủ lại, mấy cá linh. Anh Năm lớn tuổi rồi, cho ông hai giá. Không biết còn được mấy mùa cá linh nữa. Sao ghé ăn cỡ khoảng chừng 20 mùa cá linh nữa chú Năm. 20 mùa là 200 năm, không nấu đâu nha. 20 năm đó tao để cho anh ở luôn. 20 mùa cá linh hả? Ừ. 20 mùa cá linh 200 năm đó. Nhưng mà con biết là sau này không biết cá linh còn không à? Không, cá linh từ từ này, nó còn. Cá linh còn nó giảm bớt. Giảm thôi chứ vậy hả? Chứ cá linh không bao giờ mất. Ngoài ra á, cái bọt nước, con cá linh nó sống theo bọt nước mà. Ừ. Có bọt nước, tới mùa nước nổi ha là con cá linh là nó sống nhờ bọt nước. Dạ. Vô. Trời năm hết bọt nước là hết cá linh đó. Không, mà con cá linh nó ăn theo bọt, sống theo nước, bọt nước. Cá mài dinh cũng vậy.